chợ Lạc Son, Quỹ Văn Thội, Lý Thường Kiệt, Sài Gòn quý vị. À, bán đồ cũ á, mà sử dụng được. Cư Nguyễn Kim quý vị, là nổi tiếng cho hàng Lạc Son, đồng hồ cũ, các cái đồ điện người ta xài rồi quý vị. Rồi, đây bán lý rẻ, sạc pin. Đây là cái nếp rất là đặc thù của Sài Gòn quý vị. Có những người người ta không thích, không xài nữa hay gì bức thì ở đây có thể đem ra đây để bán rẻ, trao đổi. Và có cái thú vui là có nhiều lúc mình mua cái món đó còn xài rất là tốt mà giá rất là rẻ vậy. Có những lúc mình mua những cái món nó về hư luôn mà thôi cũng rẻ tiền nên cũng không có bực bội. Đó cũng là cái thú vui. Đây là đường Nguyễn Văn Thội gì gốc Vĩnh Viễn, Lý Thường Kiệt. Bên tay trái là chung cư Tân Phước đó vậy. Đó, vậy thấy người ta tấp vô để tìm kiếm đồ cũ nhưng mà có những cái cũng xài được cái gì. Rồi cơm tấm Sài Gòn à. Góc đường Nhật Tảo là cái gì? Đây là góc Nguyễn Văn Thoại, Lý Thường Kiệt với lại Trần Quốc Toản, bây giờ là đường Bán Hai cái gì? Chuối chiên. Phải là đi chợ cá Trần Quốc Toản đó quý vị, đường Bán Hai á. Bây giờ tôi đi thẳng Nguyễn Văn Thoại này ra ngã tư Bảy Hiền à. Trường đua Phú Thọ, đây kẹo kéo Sài Gòn à.
ớt Singapore. Gần Tết dọc vỉa hè người ta đổ giày túi xách ba lô để sổ bán rẻ gì. Bán dứa cô tông 15.000 hai đôi. Đây bò nướng phải gì. Rồi đây xe buýt Sài Gòn cái gì tiếng bến xe Chợ Sớm, Chợ Lớn đi bến xe An Sương. Đây bên phải bệnh viện Trưng Vương nữa vậy. Góc đường Tô Hiến Thành. Bên trái là quẹo vô cư xá Lữ Gia đó quý vị. Đây quý vị thấy những cái chậu mai Tết nè. Đây, hoa Tết nè quý vị. Cổng trường Đại học Bách Khoa nè quý vị. Rồi bên tay trái là đường thẳng vô cư xá Lữ Gia. Đây đón xe buýt quý vị hay tấp vô lề ha. Đây trạm xe buýt Sài Gòn. Phải là khu Bách Khoa cái gì bán vật liệu xây dựng trang trí nội thất đó. Đây mai Tết chuẩn bị bán cái gì cúc vạn thọ. Xe buýt, trạm xe buýt. Wow, đèn hoa nhiều. Hôm nay là 21 tháng chạp nha quý vị. Hoa mới búp thôi. Đây là hoa giấy quý vị. Đa số hoa này được chở từ miền Tây lên quý vị. Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp. Nhiều ông bán cờ túi sách. Rồi nếu quẹo phải đây là đường Thành Thái nối dài quý vị đi vô cư xá Bắc Hải á.